Yeah. Điểm số cho Nguyễn Thu Linh. Đó là một tình huống đập tốt của anh Thư. Cầu ngoài cho không được. Tiếp tục là phản ánh tốt nữa của anh Thư. 5-2. Cầu ngoài đổi vào điểm cho thủ. Không qua được lưới. Mảng 5 đều. Không được, cú đánh ra ngoài của Thư Linh. Phản ánh tốt. Phải ghi điểm của Thư Linh. 7 đều. Đúng giao cầu. Không qua được lưới. Tốt của anh Thư. Động tác giả rất tốt. Không được, phản ánh không tốt của Thùy Linh. Cầu trong sân ở trong tiếng vừa rồi, pha đập tốt của Thùy Linh. Đó là một tình huống đập tốt của... Vẫn là những phản ánh tốt của anh Thư. Cầu trong sân.
Và liên tục là những tình huống đánh ra ngoài của Thùy Linh. 17-13. Đó là một cú penalty rồi. Tay vợt số 3 lại đang dẫn trước tay vợt số 1. Tình huống tiếp tục ghi điểm của anh là rất hiểm. Với game đấu thứ 2 ở trận tranh nhất bảng A đơn nữ, Vũ Thị Anh Thư của Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo ra được sự bất ngờ rất lớn ở trong hiệp đấu đầu tiên khi vượt qua Thùy Linh. Với điểm số là 21-15. Cân bằng một đợt. Phản ánh ra ngoài của phản ánh tốt của anh Thư. Một trận đánh tốt của anh Thư khi đối thủ cô là hạt giống số 1. Không được. Cầu ngoài. Cầu ngoài sân. Cầu tiếp. Thùy Linh đang chơi tốt hơn ở trong set đấu thứ hai này. Rất tốt. Điểm số may mắn của anh Tư. Cầu ngoài. Thùy Linh mới thực sự là 90%. Nhưng anh Thư vẫn đang có ở vị trí thứ 27. Đó là vị trí cao nhất mà một tay vợt nữ có thể có được.
cho toàn xác định cầu ở trong sân. 13 năm. Phản ánh tốt của anh Thư. Thế bị chóng rồi, nhưng anh Thư vẫn có một tình huống lập rất tốt. Cầu qua 16-6. Thì Thùy Linh cũng đã gặp tay vợt số 1 của Thái Lan, đó là Ratchanok. Phản ánh không tốt. Anh Thư đã có hiệp đấu đầu tiên có thể nói là tuyệt hay khi thắng trước Thùy Linh 21-15. Như ở không qua được lưới, bước vào set đấu thứ ba quyết định, hiệp đấu thứ ba quyết định. Chín hai mươi cho anh Thư. Không qua được lưới. Ở trận như vậy nhất bảng A ở nội dung đơn nữ giữa Thùy Linh và anh Thư, tỷ số là 1-1 với điểm số là 21-9. Cả hai bước vào hiệp thứ ba quyết định. Hai một cho anh Thư. Cầu ngoài. Đó là một tình huống cầu trong sân. Không được. Phản ánh không qua lưới của Thùy Linh. Vẫn chưa đúng với sức của mình. Không qua lưới, đổi giao cầu. 4-4. Vào thời điểm hiện tại thì cô đang nằm trong top 30, vị trí thứ 27. 4-4. Phản ánh tốt của đội ra cầu. Không được.
Tình huống bò nhỏ tốt. Tám đều. Cầu ngoài. Anh Thư vẫn đang thi đấu rất tốt ở trong game đấu thứ 3 này, tạo nên được sự bất ngờ. Không được. 18 cho anh Thư. Đó là tình huống dẫm nhảy đập cầu rất tốt của anh Thư. Điều về phía anh Thư, tay vợt của Thành phố Hồ Chí Minh. Và ra cầu cao của Thuê Linh. Tiếp tục rút ngắn nữa, xuống còn 10-11. Thuê Linh tiếp bằng 11. Không qua. Rất tốt với tình huống đón thử sẵn vừa rồi. Cách 3 điểm. Rút ngắn xuống còn 2 điểm. 12, 12 chỉ còn là 1 điểm. Cú đập không qua lưới. Thủy Linh cân bằng 14 đều. Cú đập rất tốt của Thủy Linh. Thủy Linh vừa lên dẫn trước 15-14. Cô vừa lên dẫn trước vào thời điểm quan trọng nhất. Cầu ở trong sân 16-14. Cầu ngoài 17-14 cho Thủy Linh. Rất đáng tiếc với pha đánh vừa rồi. 18-14. Rất tốt. Không qua được lưới. 17-20. Vẫn chưa thể. 18-20. Còn lại 2 match point. Tiếp tục là cú đập ghi điểm nữa của anh Thư. 19-20. Rất bất ngờ. Dẫn trước tới 5 match point. Nhưng Thùy Linh không thể dứt điểm được. Và để cho anh Thư San ghi liền 4 điểm. Nhưng lại có một tình huống giao cầu có thể nói là rất đáng tiếc của anh Thư. Thua rất đáng tiếc với điểm số vừa rồi của anh Thư. 21-19 dành cho Thùy Linh. Nhưng đây là một trận đấu mà Thùy Linh quá vất vả. Thực sự là như vậy.